Liên quan tới một vụ việc khác cũng do sự tắc trách của ngành y tế. Sáng nay ngày 18 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm gia đình em Lê Thị Hà Vi, 16 tuổi, người đã phải cưa chân do sự tắc trách của các y bác sĩ khi bó bột cách đây ít ngày. Tại cuộc gặp thì Bộ trưởng Tiến đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ bố trí công việc cho em Vi nếu em có mong muốn theo học ngành y. Bộ trưởng yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk nếu sau này em Vi có nguyện vọng học trường nào của ngành y tại địa phương thì cần tạo điều kiện tốt nhất. Tiếp đó, khi em Vi ra trường thì cần bố trí việc làm phù hợp. Còn gia đình em Vi cũng đã đề nghị ngành y tế phải có văn bản chứng thực việc Bộ trưởng hứa. Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cam kết sẽ sớm ban hành văn bản này. Ngoài ra thì Bộ trưởng Y tế cũng hứa sẽ chỉ đạo các bệnh viện nơi em Vi chữa trị miễn phí, hoàn toàn viện phí và phục vụ dịch vụ tốt nhất. Ngoài ra thì ngành y tế sẽ thanh toán chi phí lắp chân giả cho em. Cũng trong ngày hôm nay, gia đình em Vi cho biết đã gửi đơn đến Bộ trưởng Y tế, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng để tố cáo một số y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Cư Kun vì đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến việc em Vi đã bị hoại tử, phải cắt đi một chân.